Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất là những người giàu lòng trắc ẩn và vị tha. Họ luôn tìm cách giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh và lấy đó làm phương châm sống cho mình. Bởi vậy mà những người này cả đời thường gặp nhiều may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Nếu như phải lựa chọn giữa tiền bạc, địa vị và danh dự, phẩm chất của bản thân, thì chắc chắn tuổi Nhâm Tuất sẽ chọn danh dự và phẩm chất. Bởi vậy, họ không bao giờ làm điều gì trái với đạo đức, làm tổn hại đến chữ tín, phẩm chất của con người mình. Những lúc gặp phải khó khăn, gian khổ, tình yêu chính là nguồn động lực giúp những người tuổi Tuất mệnh thủy chinh phục thử thách, cân bằng cuộc sống của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, tuổi Nhâm Tuất sẽ biết được cuộc sống của mình có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Nếu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2021 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tháng này sẽ có những may mắn trên các phương diện, công việc ổn định, tài chính dồi dào, gia đình hòa thuận, vui vẻ. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất còn độc thân, có thể có vận may về tình duyên trong tháng này. Việc cần làm là phải biết nắm bắt các cơ hội. Bên cạnh đó, gia chủ cũng chú ý xây dựng thói sinh hoạt lành mạnh, tích cực vận động, thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Nhâm Dương Thủy gặp Ất Âm Mậu nên được gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh sẽ cần phải nắm bắt thì sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Nhâm Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất, để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng 6 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Nhâm Tuất cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của gia chủ đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp. Bản mệnh sẽ nhận được lời khen thưởng và sẽ được tăng lương trong tháng này. Gia chủ nên thận trọng với lời nói và hành động của mình. Đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp của bản mệnh có thể coi gia chủ là quá nóng để có thể đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Sự nghiệp của gia chủ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 6 âm lịch.
Tuy nhiên, mọi người sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Nhâm Tuất không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Gia chủ có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, gia chủ giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế, nhưng sẽ mang lại cho gia chủ thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi gia chủ có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bản mệnh sẽ cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng được nhu cầu. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc vận may trong thời gian này, Thầy Phong Thủy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy mang bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ cho gia chủ trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tình yêu và các mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, gia chủ có thể thu hút nhiều người khác giới, mà bản mệnh cần giữ khoảng cách nhất định, xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể sẽ giúp bản mệnh, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc chính tài sản của gia chủ. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn mà khiến cho bản mệnh và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn những người đang độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà gia chủ chẳng thể chối từ. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 6 âm lịch. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định, tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của gia chủ. Nhưng bản mệnh sẽ phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bản mệnh uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bản mệnh có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều sẽ khiến phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội, chăm sóc cho cơ thể tốt hơn. Bản mệnh cần chú ý về các bệnh về dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982. Quý vị thân mến,
Trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ cho tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Nhâm Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, nạp âm, xa trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cụ. Xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức ngày 19 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 6, tức ngày 31 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Nhâm Tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có được kết quả cao. Họ có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để bản mệnh có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, tức ngày 18 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 6, tức ngày 30 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình của chúng tôi. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, mọi người hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.